Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được đông đảo cán bộ và người lao động của ngành dầu khí Việt Nam tích cực hưởng ứng. Qua hơn 20 năm triển khai phong trào, và đặc biệt trong giai đoạn 5 năm 2012-2017 vừa qua, đã có hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân của PVN được trao tặng các giải thưởng cao quý về khoa học công nghệ. Giai đoạn 2012-2017, PVN phải đối mặt và vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm mạnh cùng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông đã ảnh hưởng lớn tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp lãnh đạo, các đơn vị, tổ chức công đoàn, người lao động, phong trào thi đua sản xuất đã lan tỏa trên mọi lĩnh vực, tạo động lực cho ngành dầu khí vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Kết quả của phong trào thi đua lao động sáng tạo đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm, dịch vụ, giảm giá thành sản xuất, sản phẩm, tiết giảm chi phí, làm lợi hàng trăm triệu đô la Mỹ hàng năm. Trong cái giai đoạn 2012-2017 thì cái phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến, sáng chế của ngành dầu khí đã được phát triển rất là mạnh mẽ và đạt được những thành quả rất là to lớn. Có được cái đó thì đó là cái sự tham gia rất là nhiệt tình, trách nhiệm và đam mê của người lao động. Ngành dầu khí có hơn 60.000 người lao động và cái phong trào mà công đoàn là nòng cốt tổ chức thì đã thu hút được rất đông đảo người lao động tham gia một cách tâm huyết và trách nhiệm. Tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo của PVN phải kể đến các đơn vị như là Liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro với 514 đề tài và giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế. Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí có 55 sáng kiến và giải pháp cấp tổng công ty với số tiền làm lợi gần 853 triệu đô la Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn có 170 sáng kiến. Trong đó có 2 sáng kiến đoạt giải hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia Vifotech. Tổng công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí có tới 617 giải pháp sáng kiến làm lợi 142 tỷ đồng, vân vân. Đứng trước những cái khó khăn về dầu khí nói chung và đối với tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cũng như Vietso Petro thì càng thôi thúc anh em chúng tôi phải tìm ra cái hướng mới để thay đổi công nghệ. Và trong lĩnh vực dung dịch thì chúng tôi cố gắng để tìm cách để thay thế các dung dịch mới để có thể tăng cường tự lực, giảm chi phí và đồng thời là làm chủ về công nghệ. Hiện tại thì Cửu Long đang điều hành khai thác từ 4 cái cụm mỏ sư tử, bao gồm sư tử đen, sư tử vàng, sư tử trắng và sư tử nâu. Chúng ta đã phát động mạnh mẽ cái phong trào sáng kiến sáng chế đổi mới trong sản xuất trong 3 năm. Từ năm 2015 cho đến 2017, đầu 2017 thì đã có hàng chục cái sáng kiến sáng chế và cái số tiền làm lợi là hàng chục triệu đô la. PVN luôn xác định khoa học công nghệ là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững. Bắt đầu từ năm 2012, PVN đã ban hành quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế, đồng thời thường xuyên có các biện pháp cụ thể, thiết thực động viên, khuyến khích người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ mới, sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại các đơn vị thành viên. Và đến nay, PVN đã được xây dựng đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò và khai thác xử lý chế biến, phân phối sản phẩm, dịch vụ dầu khí, khoa học công nghệ đã được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Và đây chính là cơ hội, là tiền đề cho công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực nhằm phục vụ cho toàn bộ chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Tập đoàn dầu khí luôn luôn chú trọng đến hoạt động khoa học công nghệ nói chung và hoạt động này lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nói riêng. Thì cụ thể như là các cái công nghệ trong ngành dầu khí thì được đầu tư là những công nghệ hiện đại, công nghệ mới. Và điều quan trọng nhất trong tất cả mọi việc đấy là đầu tư vào đội ngũ khoa học và kỹ thuật và cán bộ công nhân viên đào tạo, tuyển chọn và bài bản. Và hàng năm đội ngũ chính là đội ngũ này đã đem lại cho cái hoạt động lao động sáng tạo và nâng cao cái hiệu quả năng suất lao động của tập đoàn Liên Hoa hơn nữa. Thời gian tới trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dự báo giá dầu thô ở mức thấp, vai trò của người lao động sáng tạo trong hoạt động sản xuất càng được coi trọng và xuyên suốt trong các hoạt động của ngành dầu khí. Với quan điểm sáng kiến sáng chế là chìa khóa để thực hiện thành công chiến lược phát triển của tập đoàn, PVN đã và đang nghiên cứu, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, liên tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,
tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo thành sức mạnh tổng hợp và nâng cao sức mạnh cạnh tranh, không chỉ đáp ứng về bề rộng mà còn cả chiều sâu để sớm đạt được trình độ tiên tiến trong khu vực trên mọi lĩnh vực.